2020, một năm với thật nhiều biến cố, khiến mỗi người đều nhận ra sức khỏe chính là điều trân quý nhất. Vậy, đâu là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe chính mình? Đó là không thỏa hiệp. Alo, nhậu à? Thôi để hôm khác nhá. Nay muốn ăn cơm mẹ con Leo rồi, thế thôi nhá. Yêu bố. Không thỏa hiệp với những cám dỗ ảnh hưởng tới sức khỏe, cơm nhà vẫn là nhất. Ăn thôi. Không thỏa hiệp trong việc rèn luyện sức khỏe. Không thỏa hiệp với thực phẩm bẩn và nước ô nhiễm. Với mình, nguồn nước rất quan trọng. Dù là nấu ăn, uống nước hay là rửa hoa quả, mình đều lấy từ máy lọc nước. Từ bao giờ, máy lọc nước đã trở thành người bạn đồng hành bảo vệ sức khỏe không thể thiếu của mỗi gia đình. Máy lọc nước là phải chọn rất kỹ, chứ không phải thấy rẻ là mua. Quan trọng là chất lượng sản phẩm và bảo hành. Mình nghĩ là máy lọc nước cũng cần đẹp và nhỏ gọn cho căn bếp được ngăn nắp. Vì nhà mình ở chung cư ấy, nên cũng không có nhiều diện tích lắm. Công việc bận rộn nên tôi luôn chọn máy có những tính năng tiện nghi như tự động cảnh báo thay lõi, nước uống trực tiếp không cần đun sôi. Bạn có hài lòng với sự lựa chọn của mình không? Rất hài lòng, nhà tôi đã dùng 3 năm, thấy máy hoạt động luôn ổn định. Mình rất ưng thiết kế đẹp mắt, nhỏ gọn. Đội ngũ lắp đặt của hãng thì rất chuyên nghiệp và đúng giờ nữa. Con thấy máy lọc nước nhà mình như thế nào? Con thấy nó thân thiện. Con có thể tự lấy nước dễ dàng mà không cần bố mẹ ạ. Bạn mong muốn một năm 2021 như thế nào? Một năm 2021 rủng rỉnh hơn năm ngoái. Một năm 2021 cả nhà mình đi du lịch nhiều nơi hơn. Du lịch đi máy bay. Một năm 2021 thật nhiều sức khỏe để chăm lo cho gia đình và tận hưởng cuộc sống. Rất nhiều gia đình đã không thỏa hiệp để bảo vệ sức khỏe. Còn bạn thì sao? A.O. Smith, không thỏa hiệp vì sức khỏe là vàng.